đây. Thôi bây giờ. Để coi 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 coi. Bây giờ để tôi dặn đệ tử không coi đi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ê ê con, mày coi gì mà nó coi. Hết rồi sư phụ ơi, sư phụ hay quá. Bắt được con nào không? Không. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Ôi đất ơi, anh trời ơi. Trời ơi, hết rồi, hết rồi. Mù che. Dạ, Lâm Nghĩa TV xin mến chào ông bà, cô bác, anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trời đẹp. Đặc biệt gặp nhiều may mắn xong. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện thật. Khám phá những căn nhà hoang. Lâm trở lại ngọn núi nè. Phía trước Lâm đã giúp được một cái dòng. Gọi là lò quỷ thức trắng. Đó. Quỷ gọi là bất hiếu. Thì khá là lâu rồi Lâm mới trở lại. Hôm nay hai thầy trò trả lời với tôi có cái trong gì lạ trong giữa ngày 16 đồng tháng 7. Chào cả nhà đi nghe. Dạ, Như Tâm xin chào cả nhà. Trời, bây giờ hai thầy trò mình di chuyển vào trong nha. Xin chào, có quỷ nào đây không? Quỷ yêu tinh gì có đây không? Xuất hiện nói chuyện chơi. Quay chứ ta. Ôi. Cái gì vậy? Dạ. Hỡi, hết hồn. Kim ai? Trời ơi. Ai đó? Ai vậy trời? Ừ. Không phải quỷ không? Hả? Quỷ không? Phải ông Kim ai, ông Kim ai? Tôi kiếm quỷ nè. Ừ, tôi là quỷ nè. Hãy diễn chơi. Thì Tâm ơi, có con quỷ kìa. Kìa. Ui, cẩn thận á. Dí con bây giờ nè. Xin chào. Xin chào ạ. Xin chào. Xin chào. Ngáo ngáo chào. Ngồi xuống nha. Không mới gì ngồi xuống. Thì ông kêu tôi phải tôi ngồi hả? Thế là nó quỷ vọng linh đây tôi đâu có người đâu. Ông khỏi. Khỏi hả? Ngồi xuống. Dạ. Chi vậy? Dạ. Ở gì vậy? Dạ. Dạ. Trời. Cái thằng. Ôi thở cái thằng. Trời ngon anh. Rồi một cái đầu tôi lũ. Rồi. Cắt kiểu nào vậy? Cắt kiểu nào hả? Thôi tóc đẹp rồi, không có cắt đâu. Thôi được, được á, được á. Thầy cắt vậy. Ôi, ông quỷ ơi. Đệ tử tóc gái mà tóc. Cắt đẹp thôi. Không hứa cái tôi đi. Chưa có tới tôi anh. Vậy hả? Ngồi chơi đi. Vậy hả? Có ghế bỏng gì đâu mà ngồi. Ủa giờ ngồi đắt trên. Đi, vậy hả? Cái đầu như tăng đẹp rồi mà. Nè. Trời ơi. Vô tới đây là mà không cắt chứ. Ờ. Vậy hả? Vô tới tiệm rồi hả? Ủa, là mình lạc vô tới đây là bên. Ừ, cái này là cái tiệm của ổng đó con ơi. Vậy hả? Cái tiệm cắt tóc, ổng vô đây ổng cắt là muốn vô hưởng chém chứ. Cửa con để tiệm chờ á. Ôi, vậy mà nãy vô không thấy. Biết thấy mà đi ra rồi, cho đi ra rồi.
Tiêu rồi. Trời ơi. Không hớt được đâu, đi ra được không? Ngồi xuống. Chưa. Tiêu rồi, sư phụ ơi. Rồi, xong rồi. Tiền của tôi á. Nè. Nói cho em nè, bây giờ. Tiền sao? Hỏi tóc này cũng đi tắm đẹp lắm rồi, không cần hỏi cắt đâu à. Hỏi cạo đi. Bây giờ ở đây nè, nó có miễn phí. Cạo đi. Bây giờ tôi cắt cho mà xong rồi tôi miễn phí cạo, không tính tiền. Thôi. Vô tới đây rồi đường nào cũng cắt. Cắt không? Mà cắt mới có tiền được chứ. Vô tới đây rồi thì mình đi ra. Không cắt cái đệ tử tôi đi ra nha. Ông hả? À. Ông ra đây để đẹp không? Cắt đẹp mới trả tiền nha, cắt xấu rồi. Có mẹ mày giống con nít, mày nhúc nhích quay sao cắt. Bây giờ. Tiêu mạnh rồi, vô chơi tiêu tiêu rồi. Em là trẻ đôi. Trẻ đôi. Ủa, chịu rành dữ ta. Tì, sư phụ, lên ý kiến đi sư phụ. Thử cắt tóc gì mà nghèo giờ, mang đi chân không hả, có dài mỏng gì mang chứ hả? Có dép này mang vô đi ông nội vui. Vô nhà mang dép vô nên. Vậy hả, thấy tao mang dài không hả? Mang dép vô phải không? Trời ơi. Trời ơi. Cắt rồi má ơi. Má công nhận thợ này giỏi thì chứ cắt bằng hai ngón tay luôn mới ghê. Ê, con nhỏ này nó dơ quay đầu nó chí không à. Bắt chí cho nó luôn đi. Ôi thôi quá trời chí rồi. Trời ơi có chí luôn hả, ghê vậy sư phụ. Trời ơi cái đầu mày chắc bây giờ nó phải dùng cái chiêu cuối quá mày. Chiêu cuối là sao? Cạo luôn á. Trời ơi. Tiêu rồi nghe sư phụ ơi. Ôi con ma. Không cắt cho tôi đi ông ơi. Anh trả nó cho nó đi, nó đội nó đi. Rồi đi ra ngoài đi con, tới thầy cắt con. Dạ, dạ. Rồi đẹp quá sư phụ ơi. Rồi đẹp quá rồi, đi ra ngoài đi. Tới tôi nè, em cắt đàng hoàng nha. Tôi là tôi tự giới thiệu cho ông biết là tôi hấp xương nhỏ xíu nhiều nha. Tôi đang đẹp trai nha, ông cắt cái đầu tôi xấu là tôi sang cái bằng cái tiệm luôn á cho ông biết. Pháp sư là đâu có cắt tóc. Nó dài cũng phải cắt thôi. Pháp sư cái đầu trọc mà. Có pháp sư người ta đâu có đầu trọc đâu, tóc dài nào mà thầy chùa mới tóc dài. Ồ, để tôi coi cái đầu anh, cái trời cái đầu. Ủa, ở đâu cắt đẹp quá đẹp rồi. Dạ. Thôi giờ cắt không được thì cắt được không? Ôi nè. Đẹp không? Cái này đẹp lắm rồi. Ờ, mang mày cạo đầu tôi đi. Cạo đầu lấy tay. Thôi. Để cạo đầu lấy tay cái gì, tiểu tóc này kìa. Rồi bây giờ tôi để tôi lấy tay cho anh nha. Vậy cái. Đủ ta. Ai ngồi. Ngồi im đi. Trời ơi. Cái này là muốn cắn tay cái gì? Tôi đồ này tôi là má. Tôi là má mà. Được. Bỏ. Khỏi giờ nghỉ trái tay rồi. Thôi bây giờ cạo râu đi. Cạo râu đi. Rồi cạo râu. Cạo râu. Đợi. Chọt vô cái lỗ. Lỗ tai qua lỗ tai kêu quá. Nó tổn quá. Cạo râu. Trời đất ơi. Trời. Này cạo cảm cha luôn. Thôi để tôi tự coi. Cái gì? Vậy chứ ông là ông pháp sư hả? Để tôi tự làm cho hết tóc thì hớt được thôi nghĩ. Tôi tự giới thiệu tôi con ma. À rồi sao ma lúc còn sống thì cắt tóc vậy hả, chứ bây giờ có đồ nghề đâu. Thôi giờ ông ngồi sơn đó, tôi móc lỗ tai miễn phí cho ông lấy khỏi đó tiền. Khỏi để già tôi về nhà còn miễn phí hơn nữa, tôi tự móc. Thôi tôi không có tính ông cái xu nào để ngồi im đi. Bây giờ vô tới đây là không móc cũng phải móc nữa. Thôi lấy khi khác móc đi, cái móc có tay bự chọn vô cái lũng tới đây quá. Vậy ông không chịu cho tôi móc mà tôi thất nghiệp sao? Thôi tôi vẫn trả tiền ông được không? Tôi miễn phí không có lấy tiền. Không lấy tiền đi. Lâu lắm rồi không có. Vậy thôi khỏi hết cái miễn phí mà thất nghiệp mà không có tiền miễn phí sao được. Lâu lắm rồi không có hết, không có móc cho ai hết trơn á. Hứa ngày rồi không rồi, ông hy sinh. Cái này lâu lắm không móc không, cái nào ai mới dám móc. Còn lên nội. Ông hy sinh. Nghe khỏi tiệm liền. Ông hy sinh tôi đi. Thôi nguy hiểm lắm đi. Tôi đang nghe thính đây để cái điếc được rồi. Để tôi móc. Thôi giờ ông hớt đi, ông tỉa đầu đi. Kỹ sơ sơ đi. Hớt này cũng cái tầng rồi đó, em xẻ lại đi. Để đây. Đừng bỏ cái vụ mà hớt gì cả. Cái tóc của ông cứng lắm, phải kiếm mà. Kiếm gì nữa? Cái kéo bự bự chút. Cái bự chứ nè. Hả? Có kéo không? Có kéo thì cõi hớt đi. Thôi bây giờ cạo lông mặt trước đi. Thôi, lông mặt rồi. Cạo ơi, cạo ơi. Quá cầm cái dao nó hết hồn rồi cả.
Nè cạo da hay cạo lông? Cạo lông mặt trước đi. Cạo lông heo. Cạo mặt trước cho nó mát mẻ nó. Cái này bây giờ cạo lông heo. Cái này bén lắm nè. Cạo lông heo đi, cạo lông heo đi. Nó mát ra cái mặt xíu. Cạo là bự cái mặt cái mấy được. Ông cạo mặt rồi giờ lắm. Bây giờ ông cũng phải để cho tôi cạo hay là hớt hay là lấy lên rồi đổ tay. Nguy hiểm quá. Thôi bây giờ ông tìm kéo ông tỉa tôi sợ chơi chứ cạo lông mặt cái gái tay thì thua rồi. Tóc của ông cứng lắm, bây giờ mấy cái kéo tôi nhỏ nhỏ. Đi kiếm kéo thì còn phải nghĩ hết đây. Để tôi kiếm cái kéo bự. Nhưng mà không có kẹo rồi gì nữa. Thôi ông khỏi lại mì tôi nè, ông hớt cái đệ tử tôi rồi đủ vốn rồi. Đủ vốn chưa? Cái tiền nè. Hớt tôi chi vô. Nó nhiều ra đừng có chặt tôi nha, mà nó mắc có tiền cả mà. Cái đầu bé nó nhiều. Hồi lâu quá mới hớt được cái cho 1,5 triệu đi anh ơi. Thôi là thì 50,000 lấy không? Hết tiền rồi. Chào. 50,000 lấy không? Thôi. Không bớt 20 à. Vậy tôi miễn phí cho đệ tử không luôn á? Không được, trả tiền công bằng đi, mốt lại ông chặt kém là 2,000 nổi. Ở tóc ra dài nó cần hớt ông chặt nữa sao? Thôi vậy cho nhiêu cho đi. 50 đi. Thôi cảm ơn. 50 rách luôn. Trời ơi. Ủa chỗ vậy? Trời ơi, bác sư. Ông nãy ông ngon giới thiệu ông bác sư gì mà xài tiền rách chứ. Thôi để tờ khác đây nè. Được có 50 mà. À, hồi vậy nhiêu được rồi bác sư ơi. Yeah. Lâu quá lâu rồi tôi cũng không hết được cho ai cái đầu nào. Rồi vậy ha vậy ha. Thôi nói chuyện chơi. Ở tóc xong rồi phải không? Nói chuyện chơi. Thôi nói chuyện chơi. Có cần giúp đỡ gì không? Giúp. Giúp cái gì? Ông đi xuống cái đường có mà mấy khách người ta đi nhiều nhiều đó. Cái gì à? Ông lùa dài người lên đây. Kiểu hớt tóc hả? Tôi hớt tóc cho ta ơi. Ồ, lại đi chiến chùa người ta đâu có rảnh rồi, tao lại hớt tóc ở nhà rồi. Tôi là pháp sư, tôi đâu có rảnh rỗi, tôi cũng hớt tóc mà. Cũng có kẹo rồi, nó đến chùa ngang cũng nói gì nữa, tao đang đi chùa mà. Kêu người ta đại vô đi. Có để cái bảng ngoài không? Có. Để bảng ngoài sao không ai vô đây chứ. Tôi để bảng mà hớt tóc nam nữ. Vậy hả? Ma. Vậy hả? Mày vô hết. Thì vô đây không phải người ta không vô đâu. Mà có người ta cũng muốn hớt đó. Đầu người ta ngứa tóc dài dài trong hớt à. Nhưng mà ông để cái bảng người ta thấy rồi. Là người ta vô đây ta kiếm mong người ta không thấy không? Tại vì ông ma mà. Ông người. Người ta là người, ông là ma. Tôi là pháp sư với đệ tử tôi là có cái tệ nhãn. Mới thấy được ông ma hay không á. Chứ mấy người kia tao đâu vô, tao cũng vô để hết tóc đâu có thấy ông đâu. Gì? Ừ, tại vì kiếm ông rồi nhiều khi tao đâu có thấy ông đâu. Là người ta không thấy ông. Nhưng mà ông thấy người ta, ông kêu người ta, người ta không nghe luôn. Thấy. Ừ, ông thấy người ta, không có kêu người ta nữa. Nó hết tóc chú ơi, vô đây hết tóc rồi đi đâu vậy? Tôi kêu quá trời kêu. Người ta vô tôi kiếm hoài, người ta không thấy. Đúng kêu không? Quá trời kêu luôn. Không nghe. Không ai vừa nghe, không ai vô. Đi Tâm, bây giờ đi đâu vậy? Đẹp không? Đẹp không? Dạ. Hớt tóc đẹp không? Lại trò chuyện với thợ tóc nè. Đẹp. Con trả tiền đi chứ. Làm bữa đi Tâm đẹp quá. Rồi sao không trả tiền nha sư phụ? Trả tiền hả? Rồi. Bắt sư phụ trả tiền luôn hả? Sư phụ mới trả 50 ngàn á. Ủa mà trả tiền chứ không phải là làm miễn phí hả? Không ai làm miễn phí đâu. Không có đồ chịu đuổi nữa kìa, cho 50 ngàn lấy luôn. Ôi ơi. Trời ơi. Ô, cái đầu của nhỏ em mẹ. Chí hết cái thì anh không có cực công nhiều mà cực công anh bắt chí mày. Đâu có bắt chí đâu. Thì đó trả 50 ngàn đó. Đâu có bắt chí đâu mà đâu. Có mà là theo bắt chí đó. Ồ trời mày. Ồ mày con cái nhà ai mà mày sao mà mày đầu mày chí không vậy? Trời sư phụ ơi. Đầu Nghi Tâm sạch sẽ gọn gàng mà lão cứ nói là đầu Nghi Tâm có chí rồi. Ồ con quỷ cũng có chí nữa hả? Con làm sao con có được đâu. Con người mới có chí được chứ. Người mới có chí được. Con quỷ chí. Chị hả? À, con chí mà có con quỷ nữa ha. Con chí mà có quỷ nữa. À ý là con chí lúc mà mình bắt mà mình chét cái chết là chết nó thành con ma. Mà người ta gọi là con quỷ chí. Nè à. Nó hồi lúc mà nó còn sống á. Ừ. Là cái đầu nó có chí sẵn rồi. À nó chết rồi. Nó chết theo. Rồi cái con ma chí nó theo cái đầu chết nó luôn. Chết theo luôn. Nó chết theo luôn. Có con ma chí luôn. Ờ. Rồi dạ sư phụ. Như cũng như anh mà anh nè. À. Anh là thợ cắt tóc. Anh chết thành con ma nè. Dạ. Thành con ma cắt tóc. Thành con ma cắt tóc hả? Ý trời. Trời ơi trời. Ý. Có chí không? Cái đầu ông bộ chét không vậy ông nội? Bộ chét hả? Không cái này. Cái này chắc bay chứ.
mới bắt cho Nghi Tâm nè. Không có bự cho bà à. Ôi con ơi, bự bà cái gì á, bự lớn gì nè. Ông bắt cho ông con coi. Ê, Nghi Tâm không ăn ông gặp ông để im đi, để im đi ông gặp ông đừng có la, để im đi. Dạ sư phụ. Trời ơi trời, ông đừng đồ. Nói nghe Mày nè, thấy chưa nè, nè xe tay ra coi. Thôi xe tay ra. Bây giờ gì nè, bây giờ gì nè. Trời ông biết ông chết bự vừa bá luôn. Ông biết ông để im giùm tôi vậy. Thôi đứng ra cha nghe. Mà họ coi chừng ông thả lên đầu Nghi Tâm nữa. Nó lại ông bây giờ mà ông về ông đi đâu mà ông nói tôi cái chứ tiệm tôi ế nhại luôn á. Vậy hả? Ủa sao mình tiệm cắt tóc bữa đầu bằng cái đầu chí không chẻ bùa chét không gì. Lo cho ta không à, không có lo cho mình. Nhà có nuôi chó không? Vậy là bị chó lây rồi. Nuôi chó không? Cái này là con chí ma, ý con bùa chét ma. Vậy là con chó, vậy là nhà không có nuôi chó rồi. Trời ơi, con chó nó có bùa chét chứ, người ta là chí. Không, nuôi chó không? Này bùa chét ma hả? Ừ. Trời. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, nuôi chó nữa trời. Ghê vậy. Thôi bây giờ vậy nè, tôi không sự nhỏ xíu xíu, tôi khỏi cần khú, tôi cách trị hết cái đầu bùa chét trong luôn rồi gần nói chuyện nha. Chứ đứng gần rồi nó bay vào đầu tôi sao? Nha. Bây giờ coi chừng cái đầu của lão qua đầu Nghi Tâm á. Ủa. Thôi. Coi lại đây. Bây giờ. Để coi lại coi. Bây giờ để tôi dặn đệ tử không coi. Ê, đi. Hết rồi. Ê con mày coi gì mà nó coi. Hết rồi sư phụ ơi, sư phụ hay quá. Bắt được con nào không? Không. Hết rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Hết rồi. Mùa chén. Trời đất ơi. Cảm ơn ông nha. Vậy là lúc nãy coi chừng đầu của lão nó bay qua đầu của Nghi Tâm không? Không có. Không, đầu mày không có. Đầu mày không có mùa chén đâu, có chí mà. Vậy hả? Nhận nuôi chó không mua chát gì? Không, chắc mấy thằng nó lại nó cắt tóc thì mà nó dẫn chó theo. À, giờ đây đó phải không? Cũng được, trời ơi, cảm ơn nha, hết cái đầu đệ tử tôi đẹp quá trời luôn nè. Trời đất ơi. Cảm ơn nha. Rồi. Thợ số 1, ở thợ đó, ở cho hỏi nè. Hồi còn sống mình ở đâu thợ cắt tóc giỏi vậy? Ôi, ở xa lắm. Ờ, giỏi thiệt giỏi, quá giỏi luôn chứ. Tôi đem theo cái đồ cạo râu ra với cái đồ móc tay. Cái đó cái đó là cái đồ nghề tôi lúc còn sống à. Chết tôi đem theo luôn đó. Nghe con chọt cái thủng lỗ tai luôn ông nội. Trời ơi, cái đồ cạo. Đồ cạo lông heo đâu rồi? Ông dục rồi. À nè. Trời ơi trời. Cái nhà nè. Cái đồ cạo lông heo. Đấy, cái đồ này hồi đó lũ con súng là thành nghề cái này luôn hả? Vậy đúng hả? Nó đó. Không có râu ta cạo chứ. Hả? Tưởng mày cạo được hả? Không, cái đó là để dành tôi hết cho người ta mà. Chứ tôi không dám xài. Cái này cạo lông heo chứ. Thôi vậy ông đã làm cho tôi mắc mấy con bùa chét rồi. Thôi cảm ơn ông An. Ê, có cần giúp đỡ gì không? Cho hỏi thợ tóc ở đâu vậy? Tôi ở trên Sì Phố á. Sì Phố à? Rồi sao chết mà ở đây vậy? Hiện tại núi ở An Giang á. Biết. Biết vậy? Ở đây rồi. Sao vậy? Tôi ở Sì Phố. À. Quận mấy à? Ở 16, 17, 18 gì đó. À, không, ở trong quận tôi ở ngoài Cái Bè. Cái bè. Ê, ở nhà bè. Quận nhà bè. Nhà bè thì cũng thuộc nhiều quận 7 rồi, ông cố thằng nhỏ. Ủa, ông cố là ông cố ý. Nhà bè thuộc quận 7. Cô nằm trong quận 7 đó ông cố. Ý không. Tôi ở Cái Bè. Cái bè Tiền Giang phải không? Ờ, Cái Bè Cái Lậy. Sao nói Sì Phố tào lao. Cái Bè là còn với Tiền Giang. Cái Bè là ở Tiền Giang. Còn nhà bè là ở nhà bàn lỡ ăn nhà. Không, tôi ở dưới Cái Bè. Ở dưới Cái Bè hả? Ở dưới Cái Bè chứ không phải là ở Cái Bè Cái Lậy Tiền Giang. Ở Cái Bè ở cảng nào à? Sài Gòn ở cảng nào à? Ở dưới Cái Bè á. Cảng nào? Cảng Honda, cảng Sài Gòn. Ở Cái Bè nuôi cá. Cái gì? Cái Bè nuôi cá. Cái Bè nuôi cá. Mà ở đâu mới được? Ở Sì Phố. Mà ở vị trí nào?
Ừ, cũng chết lâu quá quên mẹ các bạn. Có phải ở ở bên khu vực quận 8 không? Ờ, đi qua nuôi cá nhiều lắm á. Quên mẹ luôn. Không, đi qua quận quận 10. Có cái phà đi qua đó, ở dưới cái bè đó đó. Hay là vậy, vậy thì cũng được. Rồi, tại ông ở Xì Phố. Ở Xì Phố, mà tôi thuộc gì Xì Phố. Cắt tóc ở dưới bè hay gì? Đúng rồi, tôi thợ cắt tóc ở dưới cái bè. Cái bè á, cái bè là cái bè để nuôi cá, rồi tôi làm cái tiệm tôi hớt tóc ở đó đó. Vậy như là thợ cũng không có giàu có gì phải không? Thợ cũng nghèo phải không? Chắc cái bè nhỏ nhỏ này hớt tóc cho người ta không? Mấy người đi ghe đâu á. Mà ở Xì Phố á. Ừ. Thế rồi. Ừ. Thật sự thằng nói ông ở Xì Phố đi. Vâng, thưa ông. Sao lên đây chết à? Tôi đi chơi, đi du lịch. Đi chơi núi non, đi chùa chiền đúng không? Đi du lịch trên vùng bảy núi trên ở An Giang này nè. À. Đi sao nữa? Đi cũng nghiên cứu, đi nghiên cứu đi một vòng, đi có mình. Không bạn bè gì đâu, bạn bè hắn tóc chung đâu. Không lính hả? Có đệ tử giao cho nó nhà hết. Đi hết rồi ông đi chơi. Trời, thư giãn đi tháng trời. Nghỉ hết. Đi hết tháng không? Đi mấy ngày à. Chết luôn. Gặp chuyện thì chết. Gặp chuyện có thể cái chuyện gì không tôi kể cho. Kể tôi giúp cho. Tôi đi lên núi này nè. À. Tôi đi có mình tôi buồn. À. Ngồi tôi nghe mệt. Ờ. Có lại chỗ vắng không có ai. Ừ. Ngồi tôi bẻ cái cây tôi khều. Khều hồi trúng. Con rắn núi. Trời. Rắn núi gần đây sợ dữ trời. Tại sao? Nó nhỏ xíu à. À. Nó bự hơn, nó dài hơn cái con cuốn chiếu núi chút xíu à. À. Con chiếu đằng đèn nó nhỏ phải không? Rồi sao nữa? Nó vớt con cá hả? Nó lẹ lắm. Tôi lấy cái cây này tôi khều cho trúng rồi nó vô. Nó biết rắn chưa? Không biết rắn. Biết khều gì dưới? Tôi là tôi ngồi chơi vậy đó. À, cái cây khều dễ dễ lắm không? Cái cây tôi khều rác tôi chơi buồn có đi của mình ngồi vừa. Giống như tôi nói chân như này khều qua khều lại. Vừa nghỉ mệt vừa bẻ cái nhánh cây đó. Khều. Ừ. Gặp ảnh dưới. Anh lẹ lắm, mới vừa khều tới ảnh là anh làm cái bắt. Bay vô tay anh cũng cắn. Chết tiền tại chỗ luôn hả sao? Là không biết con rắn gì. Tôi chỉ biết con rắn núi thôi mà nó lẹ lắm, nó búng cũng như là nó búng. Mình vừa khều trúng nó búng cái bắt là nó dính vô tay mình liền. Là lúc đó là tay tôi cứng hết trơn. Xanh lè, xanh lét, chân máu nó đặc. Rồi kìa, nói sao kìa. Thôi đừng nhắc, tôi sợ nó lắm rồi đó. Không phải thôi. Bị cắn, bị nó cắn là bao lâu mới chết. Cái màu nó xám xám đi ra cái con trùng vậy đó. Cắn là... Mình đâu có biết nó dễ dàng đâu, nó nằm trong lá cây. Không biết, nó. Đúng rồi. Ghê quá nguy hiểm ha. Nó chạy nọc liền đó, ông pháp sư. Cắn vô cái tay, nó chuyển màu xanh liền. Chuyển. Mà vô tới tim luôn. Chuyển hồi hết cơ thể là cứng đơ rồi. Chạy vô tim luôn ha. Chết luôn. Rồi cái thời gian nó bao lâu mà ông mới chết? Nó chạy liền, chết liền. Chết liền. Rắn nó cực độc. Ghê. Không biết rắn gì. Ừ. Cái màu nó đi ra giống như con trùng vậy đó mà nó dài. À. Lúc mà tôi khều á, tôi vừa thấy nó là tôi quảng hồn ở dưới rồi. Tôi tính chạy rồi mà chạy không kịp. À. Nó lẹ lắm. Rồi vậy đó pháp sư. Rồi có cần giúp đỡ gì không? Vậy đó rồi tôi vô đó. Ở đây nè. Là ở đây chết bao lâu rồi? Từ thời điểm nó chết tới nay bao lâu rồi? 10 năm rồi. 10 năm trước. Thời điểm mà 10 năm trước không? Thở tóc là cực kỳ dỗ Sài Gòn. Biết chữ dằn lắm. Là 2013, 2014. Hớt đầu rẻ lắm. Vô quất nó 100 mấy, 200 cái đầu. Còn này ông hớt năm 2023 cũng chết thành dông rồi. Mất cái đầu chiều rưỡi. Trời đất ơi mẹ ơi. Cậu cạo mấy cái khiều khiều bắt mấy con chí chiều rưỡi. Không, tại tôi ế quá. Để bản ngoài. Không ai vô hớt, lâu lâu có người vô tôi chặt. Yeah. Chặt ngay cái ông pháp sư. Chặt lộn kèo à.
chặt lộn cây. Chặt lộn cây. Phải ông để cái đệ tử ông tôi hết một hồi nữa ha. Rồi tôi uống nè, rồi tôi dũi nè. Rồi tôi làm tiền cũng được. Ông chưa gì cũng kêu nó ra rồi. Ở dưới là cái thời gian mà mình làm này làm kia rồi rửa mặt, massage, rồi lấy mụn nữa kia luôn ha. Làm đủ thứ trời luôn. Tôi còn cái chiêu nữa. Chiêu hồi tôi chỉ với nó cua trai nữa. Trời ơi. Chê vậy? Phải thở đó. Thở tóc mà phải nói chuyện với khách hàng. Không có vợ chưa? Vợ chưa. Vợ con gì? Vậy hàng kia cũng ế phải rồi. Thương nhiều chuyện lắm, tôi phải vừa cắt vừa kiếm ra cái này cái kia mình mới có tiền. Mình nói chuyện này chuyện kia. Mấy thợ cắt tóc mà 10 thằng chắc hết 11 thằng. Ông là ông pháp sư phải không? Ông có đi cắt tóc không? Không. Vậy còn không có chứ. Ông vô ra tiệm quất cái đầu tôi 35 ngàn. Ông vô mấy tiệm đi, có thằng tiệm nào mà cái miệng nó lành da nâu không? Không. Nó cũng nói chuyện này chuyện kia nó kiếm kêu đồ. Mình sơn nhộm rồi trang điểm thì nó nghĩ sao tôi trang điểm miệng nó không có lành da non. Miệng sao làm ra tiền, miệng làm ra tiền mà sao làm da non được đúng không? Cái miệng nó phải nói này nói kia nói tiền. Này nói khách ta vui ta ngồi hớt cái chán mốt ta lại ai hớt đúng không? Đúng rồi. À thôi bây giờ tôi biết câu chuyện ông rồi thì cho hỏi chút xíu chuyện thôi. Chết mười hôm nay rồi có giao lưu được con quỷ sứ hay con quỷ cái nào ở đây không? Rồi con có chết rồi lúc chết rồi xuống âm phủ không? Hoặc là chết rồi ở nghiêu ngao ở đây không thèm đi dưới luôn. Nội tôi âm phủ tôi mới nhớ. Tôi cũng có xuống nữa. Vậy hả? Mà ở dưới cũng không có nhận. Đuổi lên ha. Mà tôi lên đây tôi cũng có chỗ ở. Tôi phải vô ở cái khu này nè. Để tôi ngồi xuống kể cho ngồi mở chân quá pháp sư nghe chơi. Tôi là cái thằng thợ hớt tóc. Bình thường tôi cũng không có phước. Cũng không có tội. Tôi cũng không ăn chay mà cũng không ăn mặn. Chứ ông sống ông ăn cái quần. Tôi lửng à. Tôi muốn ăn cái gì tôi ăn. À, tôi muốn ăn mặn, tôi ăn, muốn chay tôi ăn. Nên tôi cũng không có phước. Bởi vì tôi cũng không có đầu thai được. Cũng như tôi nói ông pháp sư nghe cái chuyện mà tôi là giống như con bò vậy đó. Bò với con trâu vậy đó. Nó cũng ăn chay. Con bò không pháp sư. Nó cũng ăn chay. Nhưng mà nó ăn chay xong thì nó chết, nó cũng là con bò hả? Tại vì nó không có biết làm cái chuyện khác. Nó chỉ biết ăn chay vậy thôi. Mình ăn chay, thí dụ như con bò. Là người ta còn nuôi nó nữa chứ đâu có làm được gì. Nó không làm được gì. Người ta còn cắt coi nó nữa mà. Nhưng mà thật sự là nó ăn chay đó, nó không... Nó ăn chay còn tinh khiết hơn mấy cái người mà ăn chay nữa. Đủ ăn chay nè. Nhưng mà nó là cũng là con bò. Đúng rồi. Nhưng mà nó đúng là con bò thiệt á. Thì đúng như tôi cũng vậy đó. Chứ gì? Tôi cũng giống như con bò. Này sao? Ngu như bò vậy? Không phải ngu như bò. Mà ăn chay. Mà không có làm phước. Không, mà cũng không làm ác. Thì tôi cũng là con bò. Mình không... Không có người mà ăn bò nó quái. Không có cái hướng. Tôi nói ông kìa. Tôi là... Không, tôi bây giờ là con ma. Ý tôi nói với ông pháp sư là mình không có cái hướng. Một là mình làm ác luôn đi. Hai là mình làm thiện. Còn cái này là tôi mà không làm ác, không làm thiện. Là tôi lần chừng cái giữa vậy đó. Rồi bây giờ tôi chết đi rồi tôi không biết tôi đi về đâu luôn. Gì? Thiện cũng không phân mà ác cũng không phân. Là tôi y chang. Cũng tốt rồi. Tôi y chang như con bò vậy đó. Thì người nó cũng tốt rồi. Bây giờ như vậy thì cũng tốt rồi. Bây giờ tôi xuống dưới á. Xuống dưới cái nào em tàu ở dưới. Ông tàu nào? Tàu là hay gì? Không, ông tàu đi phủ dưới á. Tàu phủ là em dương đó mà không? Nó đại đi. Ông nói... Ông nói mày không có tội. Gì kỳ? Sao không có tội? Rồi tôi hỏi ông rồi tôi không có tội rồi... Ông lưu tưởng này gì hả? Tôi đầu thai được không? Ông nói không. Gì kỳ? Mày không có tội nhưng mà mày cũng không có phước luôn.
Rồi giờ mày lững lững gì đi. Ờ. À, rồi sao nữa? Thì vậy đó, rồi ông nói thôi mày đi về về trả lại đi. Thì tôi về lên đây lại. Là từ lúc mày xuống đó lên lên tới đây là bao nhiêu một thời gian, khoảng bao nhiêu rồi mới lên tới đây?